Chào mừng các bạn đến với bản tin. Nga tiếp tục tập kích tên lửa trên khắp Ukraine. Trên kênh ET News Nga ngày 17 tháng 11 tiếp tục tiến hành làn sóng tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái UAV trên khắp Ukraine giữa lúc căng thẳng quanh vụ rơi tên lửa ở Ba Lan vẫn chưa hạ nhiệt. Đây là đợt tập kích lần thứ 6 của Nga kể từ đầu tháng 10 và chính quyền tại Kiev cho biết các cơ sở hạ tầng năng lượng một lần nữa trở thành mục tiêu. Chính quyền Ukraine cho biết làn sóng tấn công mới nhất này cũng giống như 5 lần trước, nhằm phá hủy hệ thống năng lượng của đất nước. Trong đó, các cuộc không kích nhắm chủ yếu vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Odessa và Dnipro. 3 người được cho là bị thương ở vùng Odessa trong khi 14 người khác bị thương, trong đó có một thiếu niên, trong cuộc tấn công ở thành phố Dnipro, theo thị trưởng Bery Filatov. Chính quyền khu vực Dnipro báo cáo ít nhất 5 người bị thương. 2 tên lửa và 1 UAV Sa đã bị bắn hạ ở Kiev, theo người đứng đầu khu vực thủ đô Zicho Kuleba. Người đứng đầu khu vực Mykolaiv báo cáo, một tên lửa đã được phóng nhằm về phía họ từ Biển Đen. Ông không xác nhận liệu các cuộc tấn công có trúng mục tiêu hay không. Các phóng viên của Guardian tại vùng Mykolaiv đã nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn vào sáng 17 tháng 11. Không rõ đó có phải là tiếng nổ từ các vụ phóng tên lửa của lực lượng phòng không Ukraine hay không. Các kênh Telegram không chính thức đưa tin, các hệ thống phòng không của Ukraine đang hoạt động ở các khu vực Kharkov, Cherkasy và Poltava. Ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Zelensky cho biết trên Telegram rằng Ukraine đã phải chịu đựng những đòn tấn công cực kỳ khó khăn. Nhưng chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Vào ngày 15 tháng 11, Nga đã phóng khoảng 100 tên lửa vào Ukraine, theo các nhà chức trách nước này. Kể từ đầu tháng 10, Nga đã tăng cường các vụ tập kích hỏa lực nhằm vào Ukraine, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng cho Kiev và nhiều thành phố. Giới quan sát nhận định, Nga dường như đang muốn gia tăng áp lực lên Ukraine trong bối cảnh mùa đông lạnh giá sắp tới gần. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước đã bị phá hủy. Theo công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo, mặc dù gần 3/4 đã bị các hệ thống phòng không của Ukraine nỗ lực hoạt động, nhưng các cơ sở năng lượng ở hầu hết các khu vực đều bị nhắm mục tiêu. Ukrenergo vẫn chưa đưa ra tuyên bố đầy đủ về thiệt hại mới nhất nhưng mô tả vụ tấn công mới nhất là tồi tệ nhất cho đến nay. Chính quyền Ukraine cho biết đã phải thực hiện việc cắt điện khẩn cấp trên khắp các khu vực phía Bắc và phía Nam của Ukraine trong nỗ lực ổn định lưới điện. Trong bài phát biểu hàng đêm, Tổng thống Zelensky cho biết 18 khu vực và cả thủ đô Kiev đang phải thực hiện việc cắt điện khẩn cấp và vẫn đang nỗ lực ổn định lưới điện. Chúng tôi đang làm mọi cách để khôi phục điện, cả sản xuất và cung cấp. Chúng tôi cũng đang tổ chức các cuộc thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa của chúng ta, Tổng thống Zelensky nói. Tổng thống Zelensky cũng cho hay đã tổ chức các cuộc đàm phán với Ngân hàng Thế giới WB về việc khôi phục cơ sở hạ tầng và các cơ sở công cộng bị hư hỏng, nhằm đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân. Nếu chúng tôi sống sót qua mùa đông này và chúng tôi sẽ làm được, Ukraine chắc chắn sẽ thắng, ông Zelensky nói khi trao đổi với giới truyền thông hôm 16 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ và cập nhật các video mới nhất từ kênh ET News.